Ok, chào tất cả các bạn. Và trong cái ngày hôm nay thì Trình vừa mới xem cái bộ phim là gọi là Giết Vợ. Đây là một bộ phim mà Trình cảm thấy là cực kỳ hay, cực kỳ kinh dị luôn. Đấy. Một bộ phim mà nó có thể lột tả được tâm lý của một con người khi mà phạm tội. Đấy. Cái tâm lý sợ sệt. Cái tâm lý đi đâu cũng 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 bị ám ảnh, làm việc gì cũng cảm thấy bị ám ảnh. Đấy. Điều đó nó cho thấy được điều gì? Đó là nó cho thấy được là nếu như các bạn mà đã làm điều gì đó trái với lương tâm thì lương tâm sẽ cắn rứt, lương tâm sẽ mách bảo, lương lương tâm sẽ ngắt ngắt véo bạn. Đấy. Cuộc sống là thế. Chúng ta không thể nào tránh được cái tòa án tâm lý của chúng ta. Cho dù chúng ta có ác đến mấy đi chăng nữa thì trong tâm trí của chúng ta nó chắc chắn còn một cái mảng nào đó, một phần nào đó mà nó chạm đến cái gọi là lương tri. Đấy. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề gì? Vấn đề thứ hai trong bộ phim này ấy, là một người nông dân đầy kiêu hãnh. Ban đầu là mở đầu bộ phim bạn thấy không? Khi mà ông ấy hồi ức lại cái thời thuở vàng son ấy, gia đình ông ấy rất hạnh phúc. Có đất này, có nhà này. Đấy. Có vợ, có con đầy đủ này. Nhưng mà cái mâu thuẫn ở đây là gì? Một mâu thuẫn nhỏ xảy ra. Đó chính là vợ muốn chuyển lên thành phố để sống. Trong khi đó ông ấy lại muốn là ở lại làng quê. Ông ta cho rằng là thành phố chỉ dành cho những người ngốc. Đấy. Cái mâu thuẫn là ở đó. Và ông ta giải quyết mâu thuẫn đó như như thế nào? Vợ dọa ly hôn. Vợ muốn đòi quyền nuôi con. Đấy. Ông ta giải quyết như thế nào? Có rất nhiều cách đúng không? Nhưng mà ông ấy lại chọn cách là đi giết vợ, phối hợp cùng với con trai của mình. Cái điều mà bất ngờ nhất, cái điều độc đáo nhất trong bộ phim này là phối hợp cùng với người con trai để giết người vợ đấy. Đó là cậu bé đấy là chỉ 14, 15 tuổi. Chứ nếu mà tôi tin là nếu mà lớn hơn độ tầm 4 5 tuổi nữa thì chắc chắn là cậu bé sẽ cản cái người cha này. Không cho giết mẹ mình rồi. Này. Vậy thì chúng ta sau đó nó tiếp diễn ra nhiều chuyện. Chuyện con trai của Henry của ông ấy bắt đầu là đi làm kẻ cướp. Vì nhỡ mang thai, nhỡ làm cho cô bạn hàng xóm mang thai, muốn lập gia đình nhưng mà bố lại không cho tiền, không cho đất đai đấy, và mâu thuẫn với bố mình và đã quyết định là bỏ lên thành phố kiếm sống bằng cách là làm kẻ cướp. Cuộc sống ở Mỹ vào năm 1922 thì an ninh nó không được tốt. Và đó chính là cái điều kiện để cho Henry nó có thể tạo ra cái tội ác như thế. Và khi tạo ra được cái tội ác như thế rồi thì chắc hẳn là sẽ phải nhận lại cái gì đó. Và rốt cuộc là đã nhận lại cái chết bằng cách là tự sát. Và xuyên suốt cái bộ phim này ấy, chúng ta nhìn thấy rằng nếu ngay từ đầu ông ấy không giết vợ mình mà tìm một cách khác, một hướng đi khác thì có lẽ là cuộc sống gia đình ông ấy là không bế tắc như như hồi sau, đúng không? Chúng ta đúc kết được một điều là có nhiều hướng đi, có nhiều cách giải quyết. Nhưng mà đừng bao giờ chọn cách giải quyết là nó tồi tệ nhất. Đấy.
Và khi đã một khi đã sai lầm rồi, một khi đã bị lương tâm tự vấn rồi, hoặc là thú tội, chứ đừng để lầm lạc tiếp nữa. Nếu ông ấy thú tội với cảnh sát thì ông ấy sẽ bị tù đúng không? Và con ông ấy sẽ không không chịu cái việc mà phải bỏ đi làm cướp như thế, đúng không? Ông ấy đi tù rồi, ông ấy giao đất đai lại cho con, giao nhà lại cho con thì không xảy ra cái việc đó như thế này rồi, đúng không? Đấy. Và xuyên suốt cái câu chuyện này chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh con chuột kinh dị. Một bộ phim mà tác giả biết lồng giữa quá khứ và hiện tại. Đấy. Tác giả biết biết đưa vào cái yếu tố kinh dị vào trong trong bộ phim. Và âm thanh hình ảnh nó rất là rùng rợn. Đó là vài dòng tâm sự của Trình khi mà Trình xem cái bộ phim Giết Vợ này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái phần chia sẻ tiếp theo nhé.